Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Salon ô tô Femeca Hải Dương. Mới nhất ngày hôm nay thì Salon nhà em lại vừa cập bến thêm một mẫu xe nữa. Đây là chiếc Hyundai Tucson. Xe này là sản xuất 2018, phiên bản 2.0 máy dầu bản full đặc biệt. Chiếc xe này đang mang biển số 34A23311 là biển của tỉnh Hải Dương. Ngoại thất chiếc xe là màu đen và nội thất bên trong là màu kem. Xe hoàn toàn bao test lỗi về đâm đụng tai nạn ngập nước. Và giá chiếc xe này đang được chào bán tại salon nhà em là 860 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Hyundai Tucson 2.0 máy dầu là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, gầm cao, rất ưa chuộng, khá là tiết kiệm dầu. 100 km đường hỗn hợp chỉ tiêu hao khoảng tầm 6.5-7 lít dầu thôi. Xe được trang bị khá là nhiều option. Đây, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này, hai đèn bi đi đôi luôn, chức năng tự động rửa đèn pha. Hệ thống đèn chiếu sáng còn rất là trong nhé, pha rất trong. Chiếc xe này ô tô chạy được khoảng tầm 3 vạn km rồi. Tất cả mọi chi tiết còn zin luôn, ghế phụ cũng chỉnh điện, nội thất kem đây. Xe này 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Vô lăng tích hợp rất là nhiều nút điều chỉnh chức năng. Ở vị trí này có phanh tay điện tử này, auto hold, đổ đèo ngang dốc và tùy chọn chế độ lái, điều hòa hai vùng độc lập, đèn ẩu thông minh và có màn hình cam lùi. Đặc biệt nữa là xe này được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ở hàng ghế cho hành khách thứ hai ngồi sau cũng được trang bị thêm một cửa gió điều hòa nhé. Chiếc xe này đâu đó có khoảng tầm 6 túi khí thôi. Nếu quý vị, quý anh chị nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ theo số 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Cốp sau là mở bằng điện luôn này, cốp điện này. Đó, cốp điện đã được khoang hành lý bên phía sau đã được dán thảm 5D rồi. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu dầu khá là tiết kiệm này. Ở trung bình có 5.2 lít thôi. Cao tốc là 4.3 lít và đường đô thị là 6.7 lít, trung bình hết có 5.2 lít dầu thôi. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu khá là ấn tượng. Đây, ghế lái chỉnh điện 12 hướng và hệ thống gương kính chỉnh điện này. Cốp điện, cân bằng điện tử chống trơn trượt. Này, chiếc xe này đi được 31.322 km. Một số các cái vị trí trên xe vẫn còn được dán bọc nylon.
Dưới nắp capo này là động cơ 2.0 máy dầu. Đã chỉ tiêu hao nhiên liệu dầu khoảng hơn 5 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Rất sạch sẽ. Bên salon nhà em thì có thu mua tất cả những xe đã qua sử dụng. Xe lướt thì quý vị nào có những chiếc xe đã qua sử dụng mà còn tốt, không lỗi thì cứ đến trực tiếp địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, hoặc liên hệ theo hai số trên để được mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng. Và chiếc xe này là Hyundai Tucson máy dầu 2.0, sản xuất 2018, xe chạy 3 vạn, hiện tại đang được chào bán mức giá là 860 triệu. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào ô đăng ký kênh màu đỏ và đừng quên kích vào quả chuông bên cạnh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau.